Trà thảo mộc tầm gửi cây gạo là loại trà sử dụng tầm gửi ký sinh trên cây gạo. Thảo dược này có nhiều công dụng đối với sức khỏe như hỗ trợ điều trị sỏi đường tiết niệu, giảm đau nhức xương khớp, làm mát gan, giải độc và đặc biệt có tác dụng đối với phụ nữ sau sinh để phòng ngừa hậu sản. Vừa qua, sản phẩm trà thảo mộc tầm gửi cây gạo xã Hiền Quan, huyện Tam Nông được bình chọn sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2022 và đạt các tiêu chí chất lượng OCOP 3 sao cấp tỉnh. Nhà tôi có diện tích đất ấy là 2.000 mét. Thì tôi trồng tất cả được 32 cây. 2-3 năm gần đây là cứ mỗi năm thu được 7-8 tạ trồng gửi tươi đấy. Những người mà bị gan thận này hoặc là sinh nở, sinh đẻ ấy, phụ nữ ấy, thì người ta phải đến lấy để người ta uống nó khỏi sản hậu. Nhất là viêm cầu thận mà không có trồng gửi cây gạo này uống thì không bao giờ khỏi được. Tầm gửi cây gạo được ví như lộc trời cho với người dân xã Hiền Quan, huyện Tam Nông. Với tổng số cây gạo có tầm gửi ký sinh trên toàn xã là 350 cây đang cho thu hoạch tầm gửi. Có những cây một năm cho thu lên đến hơn 100 kg tầm gửi. Hiện nay, giá 1 kg tầm gửi khô là hơn 1 triệu, nhưng vẫn không đủ bán cho khách hàng. Nhiều gia đình được lộc phú cho những cây gạo có tầm gửi trong xã Hiền Quan đã trở nên khá giả về kinh tế. Từ khai thác tầm gửi gạo xây được nhà, nuôi con ăn học từ nguồn thu này. Thì từ khi mà được chứng nhận cái sản phẩm OCOP này thì chúng tôi cũng có hợp tác với các hộ dân. Là khi thu hái thì chúng tôi sẽ thu mua về và phơi, sau đó đóng gói. Giá cả thì khi chúng tôi mua từ các hộ dân về thì sau khi đóng gói xong tính ra sản phẩm trên một cái cân tầm gửi thì nó sẽ là 1,5 triệu một cân. Về định hướng trong quá trình phát triển cái sản phẩm OCOP của chúng tôi trong những năm tới đây thì đối với địa phương thì chúng tôi đã tuyên truyền và vận động nhân dân ở các khu dân cư vùng ven sông Hồng và sẽ tăng trồng thêm các cái cây gạo để cho ra sản phẩm cái cây này. Và hiện nay thì chúng tôi trên địa bàn chúng tôi là đang có hơn 300 cây đã cho sản phẩm và cũng đã có nhiều hộ như năm 2022 thì cũng đã có nhiều hộ là bỏ thêm cái diện tích đất vườn của gia đình nhà mình, phá bỏ những cái cây vườn tạp và trồng tăng thêm các cái cây gạo để cho cái sản phẩm của OCOP của chúng tôi. Sản phẩm trà thảo mộc tầm gửi cây gạo mới đây được Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm và đạt các tiêu chí sản phẩm OCOP 3 sao cấp tỉnh tại hội nghị đánh giá phân hạng sản phẩm do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức. Đây là cơ hội để sản phẩm trà thảo mộc tầm gửi cây gạo khẳng định vị thế và mở rộng thị trường để đến được với nhiều người tiêu dùng, phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thông tin chi tiết có thể liên hệ bà Nguyễn Thị Định, Hợp tác xã Nông nghiệp Hiền Quan, khu 2 xã Hiền Quan, huyện Tam Nông, điện thoại 0382 919 415.